Consonant thôi. Đây mình đang chọn gì? Để các em chọn vào Consonant thôi. Khi mình hoàn xong biến này, cái đoán từ này trước trước. Có mấy dòng đặt màu nền cho nó. Chứ thế này ở dưới nhìn thấy bọn em. Ở dưới nhìn thế nào? Cần xuất ra dòng nào, bắt đầu nào, biến này, từ này, xuất này kiểu dữ liệu này, như vậy thêm một số cái, nên học về những phần này, chuyển đổi kiểu. Biến toán từ biểu thức kiểu dữ liệu chuyển đổi kiểu. Đấy, chúng ta học về cái này. Chứ thế này bọn em nhìn được chứ? Thế to hơn này. Bọn này nhìn được không bọn em? Cần. Đấy, nay học về cái này chưa? Là biến toán từ biểu thức kiểu dữ liệu chuyển đổi kiểu. Đây. Bây giờ để hiểu về biến toán từ biểu thức kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu, chúng ta sẽ làm một ví dụ đơn giản, chỉ là tính tổng hai số thôi. Giờ tạm thời các em cứ gõ theo trước, sau đó em sẽ giải thích từng phần một. Đây. Tính tổng hai số AB như và S. Để các em khai báo hai biến AB này. A khai báo gắn bằng 0 luôn này. B khai báo bằng 0 luôn này. S bằng 0 luôn này. Đấy. Đó các em thông báo ra. Cái consonant.line thì các em thể dùng cái CV kép trong tác hai lần liên tiếp cho nhanh. Đấy, nếu mà chỉ viết line không thì các em xóa cái line đi. Viết là nhập A này. Và đấy. Sau này các em cứ viết theo anh, em sẽ giải thích từng cái một. A in.py này. Đấy, các em chú ý cái nút mình gõ, không phải gõ hết tất cả các từ, chỉ cần gõ nó sổ ra đầu mình ấn enter rồi chọn. Có consonant này, chấm này, đi. Đây, cứ dùng mũi tên lên xuống mà chọn. Nó sẽ nhanh mà chuẩn. Vì nó phân biệt hoa thường, nếu các em gõ không chuẩn nó sẽ bị lỗi. Đấy, CVK ta tam này, nếu mình xóa đi. Đấy. B bằng. Rồi, ta tam tam. Xe đi kem tao được. Sau đó S thì gắn bằng A cộng B này. Viết ra tổng S để xe đi kem tao phần lần này. Tổng S bằng em cộng S ra ngoài. Cái nào đấy? Cái canh cho cái này canh á. Không cần canh được. Cứ phải được. Đấy, chạy nhá. Đây. Giờ chính tổng chạy ngon này. Trường hợp các em muốn thêm rõ ràng hơn. Tức là giả sử nhập A bằng 4 này, B bằng 5 đúng không? Muốn ghi dạng 4 cộng 5 bằng 9 thì các em chỉ cần cộng chỗ bình thường vào. Đây là một cách viết đơn giản nhất. Đây là S này. S bằng A cộng B đúng không? Xong là bằng em cộng bên ngoài A này. A viết cộng chỗ bình thường cộng A được chưa? Cái dấu cộng em phải cộng một cái nữa. Để đâu? Để trong chuỗi thì cái gì hiển thị ở trong chuỗi nó sẽ ghi trên màn hình như thế. Đây viết A cộng B đúng không? Mà cái giá trị AB mình muốn lấy từ bên ngoài vào thì em phải cộng theo chuỗi. Đây. Cách viết này hơi dài một chút thì anh giới thiệu một cách viết khác mình sẽ không cộng phải nào. Đây cộng với B này. Bằng đúng không? Thì cái dấu bằng là cái chuỗi cần hiển thị các em phải cộng dấu bằng. Xong cộng một S thì nó sẽ ra được đấy. Đang chạy thử nhé. Ví dụ A bằng 4 này, B bằng 5 này. Thì viết dạng này, S bằng A cộng B bằng 4 cộng 5 đúng không? 19. Thế là thế.
màu đen này là một cái màu chữ màu trắng đấy. Nền đen chữ trắng á? Ừ, được rồi. Thì màu đen chữ màu trắng là mấy đấy. Này á, đây này, giữ nhìn không? Đợi đi, anh chuyển cho cái kiểu font chữ. Nhìn không em? Đấy, to hơn tí nữa nhá. 28 này. Cái phải chỉnh kích thước. Width 380, to 50. Kích thước còn nhiều, to 100. Đấy, nhìn thấy không ạ em? Cao quá nhỉ, to quá. Hóa đạo cho cao cho 50. Không được. Đây. Trường hợp các em muốn viết là S bằng A cộng B bằng 2 cộng 5 đúng không? Thì cái chỗ mà A cộng B là chuỗi bình thường này, cái số 2 số 5 phải chuyển động bên ngoài trên chuỗi này. Các em bắt buộc phải viết nó ra ngoài. Đây. Cộng chuỗi kiểu bắt can bình thường thôi. Các em cộng lượt vào. Cái dấu cộng là cái chuỗi cần hiển thị đúng không? Thì các em vào dấu bằng vào. Đấy. Đấy. Tránh trường hợp phải viết từng dòng dài cộng nhiều dấu cộng, nó dài dòng nó viết nó khó khăn thì các em viết một dạng khác thế này. Đây chú thích nhá, vẫn đang chạy, lúc chạy mình không sửa được, em phải tắt nó đi. Cái dòng trên chú thích lại này, đây. Vẫn viết kết quả dàn dấu hỏi bên trên, các em consonant chấm tay na này vẫn là tổng này, S bằng A cộng với B này. Đấy, như cái phần mà lấy giá trị thật mình không viết dạng cộng a này sẽ cộng dấu như này nữa, mà các em viết dạng này không này cộng với nhọn một này bằng này. Đấy, cứ viết xong nó sẽ giải thích a này b này s. Và cái này hầu như cái chuỗi của mình chỉ cần có một cái chuỗi bên trong thôi, nhưng mà các em để ý này, ngoặc nhọn 0 này, ngoặc nhọn 1 này, xong 2 này. Đây chính là các tham số thứ tự. Nó chạy từ 0, như gọi là cái mảng ấy. Mà tham số các em sẽ cả chỉ số chạy theo cửa si, chạy từ 0. Bắt can thì các mảng chạy từ 1. Và cái 0 này nó tương ứng các em ý này. Cái ngoặc nhọn 0 này là tham số đầu tiên. Mình truyền cái bên ngoài từ cái dấu phẩy này. Và ABS thì thằng A này, nó sẽ nhảy đúng vị trí vào 0, nó cho vào vị trí 0 này. A vào vị trí 0 này. Thế còn cái chỗ ngoặc nhọn 1 thì B thay thế vào đấy để nó truyền tham số mà. Đây nó kiểu có cái nó con mà kiểu trên bảng vẽ kiểu mũi tên nó giống hiển thị không vẽ được. Đây cái B nó sẽ vào chỗ vị trí 1 này và S sẽ vào 2 lần lượt. Giả sử các em có thêm một cái nữa là cái ABSC rồi đấy thì các em lại cộng với cái tham số 3 vân vân. Chạy từ 0 thì đi. Và kết quả nó vẫn ra như kia thôi. Đây chỗ A bằng 4 này. Đấy kết quả vẫn là A cộng B này bằng 4 cộng 2 bằng 6. Thì cái kiểu này em so sánh cái phần bên trên, em còn để chú thích bên trên này. Phần bên trên thì để cộng A cộng B theo cộng theo kiểu chuỗi. Nó chuyển đổi, còn kiểu này là các em chuyển tham số bên ngoài vào. Mình sẽ không phải mất nhiều dấu cộng phần trên nữa. Nhìn nó sẽ còn hơn. Rồi. Gõ hơi chậm nhỉ. Các em về nhà cố gắng luyện bàn phím nhé. Để lúc khi thời gian các em thực hành sẽ nhanh hơn. Thì mình sẽ có nhiều thời gian để học. Em mở cuộc đua gõ tay thật sát vui. Chơi cấp bao nhiêu rồi? Để cho anh chơi cấp 15 anh thôi. Đây, như đề bài ghi là hôm nay sau về biến toán từ biểu thức kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu. Vừa rồi chúng ta mới đánh có một bài và hầu như các em sẽ có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Đấy, chỉ một ví dụ đơn giản này đã chứa được các phần ở trong bài này rồi. Sẽ vâng, có biến có này, toán tử có này, biểu thức có này, kiểu dữ liệu có, chuyển đổi dữ liệu có hết rồi. Bây giờ các em nhìn qua này, từng phần một. Mấy cái phần này về đặt vào nền này, màu chữ và xóa màn hình hướng dẫn từ trước rồi đúng không? Đấy, từ dòng này, cái dòng consonant chấm tay này là viết một dòng xong xuống dòng luôn không vấn đề đúng không? Đấy, bắt đầu từ chỗ này. Đây. Chỗ này cấu trúc đầu tiên là in này là kiểu dữ liệu này, A này, B này, S này là biến đúng không? Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ học với biến.
để chú thích rằng Vision nó có đấy, các em dùng Vision này. Để trước thực hành cái này cho mẹ. Có đồ đúng không? Đây là biến đúng không? Đấy, tạo vùng về biến này. End Vision có End Vision. Sao? Cái Vision này, End Vision tức là kết thúc này. Như kiểu bắt đầu thành phố và kết thúc thành phố nó có cái biển trong cả chứ. Đấy, chú thích trên nhiều dòng thì các em dùng sược sao, sao sược, đúng không? Biến thì sẽ có các vấn đề về biến như sau. Thứ nhất là về khái niệm, đúng không? Từng cái một. Và thứ hai là cách khai báo này. Thứ ba là cách gắn giá trị này. Thì là cách sử dụng này. Sử dụng này, bao gồm gắn giá trị này. Cái chỗ này các em ghi tiếng Việt được. Giá trị và lấy giá trị ra. Đặt tên này. Với một số vấn đề chính. Thứ nhất về khái niệm. Biến chắc chắn là các em đã nghe thấy nhiều rồi. Từ Pascal và C các em đều học đúng không? Có em nào còn nhớ biến là gì không? Chỉ cần nêu mang má sẽ hiểu của các em ấy. Ừ, nhưng mình không cần thiết phải hiểu kiểu máy móc làm gì. Chỉ đơn giản xem là nó là thành cái gì và như thế nào thôi. Đầu tiên các em phải hiểu được nó chưa? Biến là gì em nhỉ? Có em nào nhớ? Rồi. Thế thì đơn giản nhá. Bây giờ giả sử các em đi múc nước ở ngoài giếng thì các em thường thường xem cần theo cái gì? Xô à? Cần theo chậu đúng không? Vẫn được đúng không? Vẫn được đúng không? Vân vân. Thì đấy, có nghĩa là hình ảnh lúc này cái trong lập trình có cái hình ảnh giống như thế, tức là giống như có cái xô, cái chậu hoặc là cái gáo các em cầm đi, thì đấy trong lập trình tức là cái biến. Vậy đơn giản biến chỉ là cái dùng để lưu trữ các giá trị dùng trong chương trình thôi. Và nó kiểu máy móc thì nó sẽ nói là một vùng nhớ, nó phải trừu tượng hơn không, lưu giá trị và giá trị này có thể thay đổi được. Hàng cũng là cái tương tự như biến nhưng khác một cái là hàng thay đổi được. Tức là giá trị chỉ gắn lần đầu tiên về sau mình dùng thôi, không thay đổi được. Còn biến mình gắn lần đầu rồi thì thay đổi được. Cũng giống kiểu trường hợp em múc nước vào xô xong các em để đổ đi đúng không, đổ vào cái chậu hay gì đấy, xong lại mình lại mang cái xô đang múc tiếp ra cái phần khác, có nghĩa là giá trị của nó hoàn toàn thay đổi được. Đấy về khái niệm nhá. Thế còn đầu tiên là cách khai vào biến. Khai vào biến cấu trúc trong thi xác khai vào biến thế này, cấu trúc này. Đầu tiên là kiểu dữ liệu. Thì viết kiểu tiếng Anh hay tiếng Việt mẹ? Viết tiếng Việt nhá. Hay tiếng Anh? Được rồi, kiểu dữ liệu này. Tên biến khai báo ở trong C sharp, trong Java, trong C cộng cộng, trong C giống nhau hết. Còn Pascal lên BB giống nhau. Tức là kiểu dữ liệu đằng trước, sau đó là tên biến. Còn bên Pascal các em sẽ thấy từ khóa va, sau đó là tên biến theo sau kiểu dữ liệu đúng không? Còn bên này là kiểu dữ liệu trước, sau đó là tên biến này. Đấy. Và thông thường cái này kiểu đơn giản là sẽ là chấm phẩy luôn. Nhưng có một kiểu đầy đủ là các em thêm cái ngoặc nhọn này vào, à ngoặc vuông. Có một chú trị nhỏ nhỏ đó là cái gì mà viết theo kiểu ngoặc lớn hơn nhỏ hơn ấy, đây là cái bắt buộc. Còn cái trường hợp mà để trong cái ngoặc hoặc này có nghĩa là tùy chọn, có thể có hoặc không, đúng không? Cái tùy chọn này các em thấy ghi dấu gán, đây là dấu gán này. Đây là bằng của Pascal nhưng mà trong C này, C sao này, đây là ba, đây là dấu bằng của dấu gán đâu. Còn dấu bằng phải hai dấu bằng đến nhau đúng không? Đây này. Cái đấy về toán tử anh sẽ giải thích kỹ hơn. Đấy, chỗ này khai báo tùy chọn gắn một giá trị, gắn bằng giá trị. Tiếng Việt thì được. Cái C sharp Java rất là giống nhau, bởi vì ngày xưa Microsoft nó hỏi mua Java nhưng mà Sun không bán, nên là C sharp ra đời sau để nói chung là giống với Java. Cho nên nhiều cái các em sẽ thấy Java C sharp giống hệt nhau. Chẳng hạn như một số cái trên Vision này, ở bên Java có cái package, còn bên C sharp là lên page, Knat bên nào cũng có. Ở chỗ này using, ở bên C sharp, còn bên Java là import. Đầu tiên nhá, các em nhìn tùy chọn này, kiểu dữ liệu này, sau đó là tên biến này, gắn bằng giá trị này. Bây giờ các em so sánh cái phần bên dưới, chính cái phần mà dòng in A, B, C này, đấy. Các em ánh xạ hai kiểu này, à hai phần kiểu dữ liệu này, thì các em nhìn thấy phần đầu tiên là kiểu dữ liệu đúng không? Các em xong ở dưới in, có nghĩa in đến là kiểu dữ liệu này. Tiếp theo a
A đây là đến phần tên biến không? Thì A đây là tên biến, ok chưa? Tiếp theo là có thể là giống giống phải luôn đúng không? Nhưng cái này em nhìn thì chọn này có dấu gán này bằng giá trị, thì có nghĩa đây là khai báo kiểu đầy đủ, vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị luôn. Nó khác bên Pascal là các em chỉ khai báo thôi, không phải báo giá trị luôn được. Còn ở bên C này hay C sharp Java thì mình vừa khai báo khởi tạo giá trị luôn được. Và chỗ này các em thấy nào một chút là bình thường đến chỗ này giá trị phải là chấm, là dấu chấm phải kết thúc đúng không? Nhưng mà cái chỗ bên dưới này là cái phần có dấu phẩy và B. Đây chính là trường hợp mà mình khai báo nhiều biến, cái này các em thêm đấy. Tức là giả sử đây là mình khai báo một lúc nhiều biến. Nhưng tất nhiên là các biến này phải cùng kiểu dữ liệu nhau thì mới làm kiểu này được. Đây là tên biến 1 đúng không? Giả sử các em thích thêm này. Tên biến 2 giống hệt nhau mà đúng không? Vân vân. Đây nào thì các em dấu phẩy cách ra đỡ phải mất khai báo nhiều dòng. Vậy nếu không có cái kiểu này thì các em phải làm kiểu này ABC đúng không? Phải in A này, xong là in B đúng không? Xong là in S đúng không? Mất 3 dòng rồi, trong khi mất 1 dòng thôi. Đấy, và chỗ này mình kết cột vào nhau thẳng dòng này. Ở dưới nhìn đâu các? Đấy. Cái biến ABGAS thật chất là có thể các em không cần gán này trước, có thể vẫn làm này được. Đấy, nhưng mà thông thường trong thi sát thì các biến yêu cầu khi sử dụng phải khai báo. Đây, khi không khai báo xảy ra cái lỗi như này. Đây, ví dụ nhá. Đây, có phần khúc mình viết code nhiều ấy. Các em muốn chú thích cả đoạn nhiều dòng, các em bôi đen hết, sau đó dùng cái công cụ của sẵn trên này, chú thích này, chú thích nhiều này, các em nhả ra. Nhả ra này, thấy chưa? Đấy, và một cái căn nề nữa. Trong viết code, cái phần căn nề nó quan trọng. Như các em nhìn thấy, lúc anh viết, anh sẽ kẻ thẳng phía trên hình dưới. Đấy, thấy chưa? Tức là nó phân cấp theo kiểu từ ngoài vào trong. Đây, cái đường kè này các em phải thu nhỏ nó vào. Cái chuột phải này, chọn vào Anening này. Tiếp theo này, các em chọn vào Connect to Action. Được chưa? Để thu hết vào, các em muốn thả hết ra thì này, kích chuột phải này, chọn Anening này, chọn Stop Anening. Đấy, và Stop có thể nó mất cái phần dấu cộng với trừ, các em kích chuột phải này, chọn Anening này, và chọn Start Automatic Anening. Nó thêm dấu trừ vào cho mình, đúng không? Bây giờ tiếp này, vì sao thường thường khai báo này phải có luôn cái gắn trị bằng không đúng không? Thật ra cái này các em phải không cần thiết phải là lúc nào phải gắn bằng không. Nhưng mà người khuyên là nên lúc mình khai báo biến thì nên gắn giá trị luôn cho nó để tránh các trường hợp xin lỗi. Giả sử trường hợp này sẽ có lỗi này, nhưng đúng theo ý tưởng của mình không lỗi đúng không? Giả sử anh gắn cho s bằng 10 này, sau đó if s lớn hơn 10 thì a cho a bên cùng một nhóm nhé, a gắn bằng 2 này, b gắn bằng 5 đi. Và chỗ này chỉ cần đơn giản các em thông báo ra cdk là tag hay là a bằng cộng a thôi đúng không? Các em bảo như này còn lỗi không? Đấy, chạy thử nhá. Cái này là trường hợp là khi mình một lần mình chạy rồi, chương trình nó thành công. Đấy, nó vẫn chạy được ra kết quả mà chúng mình có lỗi, bởi vì nó có một cái thành công trước rồi. Thành cuối, các em muốn xóa cái này không có chạy cái cũ của nó, có thể kích chuột phải vào cái project này. Chọn vào chỗ clear. Thấy chưa? Đấy, xong ấn này này, ấn F5. Đấy, xong vào lỗi luôn. Thế không còn cái gì để chạy nữa. Cái này các em hoàn toàn nó tạo file E cho mình. Đấy, sửa lỗi xong nhá. Đây. Cái lỗi như vừa xong không khai báo, à cái chỗ mà lúc mình khai báo không khởi tạo thì bằng không. Đây này, các em sẽ nhận được một lỗi này. Sử dụng biến địa phương không được khai báo giá trị, à không gắn giá trị trước. Mặc dù cái chỗ này mình có một đoạn là if s lớn hơn 10 này thì a có bằng 2 đúng không, b bằng 5 này. Hoặc cho nó cái l nữa nhá, thì if l chắc không vấn đề đúng không anh. Giả sử cho nó cái l đi, cho cả hai trường hợp đủ hết nhá. Ngược lại thì 22 này, cho 53 chẳng hạn. Đấy thì đủ hết mới chạy đúng không? Nhưng cái trường hợp mà mình chỉ có một cái if không ấy, nếu vừa xong đúng không? Nhiều đấy. Cắn số kẹt lại. Như vừa xong vẫn bị cái lỗi, bởi vì là cái a gắn bằng 2 này, b gắn bằng 5 này, nó bị ẩn trong cái if này, và cái if này không lấy gì đảm bảo lúc nào nó cũng chạy. Nó chỉ chạy khi mà s lớn 10 đúng không? Và trong khi đó mình khai báo là a b s này, cái a này b này chưa được gắn giá trị ban đầu. Nhưng cái chỗ đoạn dưới là console.dyna ấy, chính là lúc mà các em lấy giá trị biến ra sử dụng rồi đúng không, nhưng mà chưa gắn giá trị nó sẽ báo lỗi là sử dụng biến chưa gắn giá trị ban đầu. Và sử dụng này các em chỉ cần cho vào đây thôi, a bằng không đúng không, gắn giá trị bằng không, b bằng không, b không dùng thì có thể không gắn, lúc này các em chạy được luôn đúng không. Đấy chính là cái tác dụng của mình khi mình khai báo sử dụng giá trị ban đầu, các em hiểu cái đấy chưa?
Dẫn đến cái báo kiểu số thì mệnh bằng 0 này. Nếu các em kiểu chuỗi là kiểu sau này là đặt trên này, các em là ST thì nên có bằng rỗng để tránh cái lỗi như vừa xong. Đấy chung nhau hết. Cái nào thắc mắc gì không? Đấy chính vì thế mà các em khai báo khởi tạo nên giá trị bằng 0 cho nó. Thông thường một kiểu số không ảnh không ảnh hưởng gì cả. Nhưng về sau mình dùng sẽ tiện. Chỉ là biến bằng không mình vẫn thể tạo thôi mà. Vì sao em thay đổi bình thường? Mình chỉ cần đây là kiểu số thì em có mặc gì bằng không, không sao cả. Về xong trong bài toán thì quá trình nó chạy nó gắn lại. Vì biến nó được thay đổi. Như trong quá trình em múc một xô nước đầy từ cái giếng về nhà đúng không? Nhưng quá trình đi em xả em vấp một cái xô nó sánh nó ra ngoài nó sang toàn cả xô đầy đúng không? Hoặc tệ hơn là em bị đổ hết cả xô. Đấy, chứ xong cái đầu tiên thì khởi tạo. Cái khởi tạo tiên các em phải là xô rỗng. Là lúc mình từ phòng mình đi đúng không? Đến cái giếng em múc xong xô này đầy, nó đã hơn giá trị mới thay đổi. Và trong quá trình đi đường về nhà các em để vấp để sánh nước ra ngoài, nên xô nó không còn đầy không, giá trị thay đổi bình thường. Cái biến cũng thế. À cái đấy không cần, em cứ cần xác định nó là kiểu gì thì nó khai báo tương ứng mặc định. Đây dụ kiểu số thì mặc định là đây nhá. Một số giá trị mặc định này. Mặc định này. Định kiểu số. Số thì em để bằng 0 này. Còn kiểu boolean ấy, kiểu true false ấy, nó là kiểu bool. Thì em nên để bằng false. Và trong C thì nó sẽ không có kiểu bool, không có true false. Em chỉ mặc định là bằng 0 và khác 0 đúng không? Nếu bằng 0 đồng nghĩa với false trong C, còn khác 0 không nhất thiết phải là 1. Có nhiều khi trong C các em hay viết làm 0 và 1 thôi. Thật chất trong C chỉ cần hiểu khác 0 nó là true rồi. Còn bằng 0 nó sẽ là false đúng không? Và cho nên trong C khác thế Java thì thông thường chúng ta sẽ có kiểu boolean rồi. Các em mặc định cho nó, nếu kiểu bool, các em khai báo kiểu bool thì mặc định bằng false. Có nghĩa là chuỗi thì em khẳng định cho nó bằng rỗng, nên là chuỗi kiểu trinh này. Trinh em bằng định chuỗi rỗng. Đấy, chuỗi rỗng thì là hai cái nháy kép phải liền nhau và trong không có cái gì. Được chưa? Còn cái phần như trường hợp em bảo giá trị vô cùng không, đấy là trong quá trình cái bài toán nó chạy thì nó khắc tính vào trong mình không phải quan tâm vấn đề đấy nhiều. Đây. Và trong cái phần cấu trúc này các em nhìn thấy có kiểu dữ liệu đúng không? Nó tạm thời chúng ta qua một chút phần biến để chuyển đến phần đấy nhá. Cái phần đặt tên cho biến khá quan trọng. Thông thường nếu các em hay học ngày xưa thì sẽ có quy tắc đặt tên là biến bắt đầu phải là chữ cái đúng không? Đấy chữ cái và thường biến thì không chứa dấu cách. Và đặc biệt là không được dùng các từ khóa. Và trong này các em còn phải cần thêm một lưu ý nữa, đó là đặt tên biến sao cho có nghĩa, không quá dài, không quá ngắn. Trường hợp đây chỉ có A, B thì các em hoàn toàn đặt A, B được thì không có vấn đề gì cả. Nhưng về sau khi làm các chương trình lớn, giả sử về sau các em làm về liên quan đến họ tên này, còn biến nào, còn về họ tên nhá, tên này, tuổi học là quê đúng không, tuổi học là quê quán vân vân. Nếu mà các em chỉ cần đặt họ tên HT hay là tuổi thì T hay là quê quán vân vân ấy, quy chẳng hạn. Nếu các em đặt ngắn quá thế này, về sau chương trình của mình dài khoảng 1000 dòng, 2000 dòng, các em phải nhìn lại từ đầu, các em kéo cái thanh quận này từ đằng trên rất là khó nhìn đúng không? Và tức là mình nhìn thì không biết là cái biến này có nghĩa là gì cả. Trong này chương trình của mình chỉ ngắn gọn có vài dòng nên các em kiểm soát nó dễ dàng, nhìn phát hết cả chương trình rồi. Nhưng về sau mình đặt kiểu này thì mình có những chính mình ý, sẽ không hiểu được chứ đừng nói người khác đọc quân của mình. Vì thế mà các em phải đặt tên sao cho nghĩa, giả sử họ tên đây, lúc này các em phải đặt là họ tên đúng không? Họ là họ tên vân vân. Và những cách đặt này sẽ liên quan các quy tắc đặt tên, tức là đặt tên theo kiểu Pascal này, kiểu nạc đà này, hay là kiểu Hungary. Bây giờ chúng ta sẽ có các kiểu đặt tên. Các em nghe kiểu đấy quen không? Chắc là Pascal học rồi chứ. Nghe Pascal để quen đúng không? Đây đặt tên nhá. Theo các kiểu này. Là Hungary. Đây, các kiểu là Pascal này. Sau đó kiểu nạc đà này. Từng kiểu bọn giải thích. Sau đó kiểu Hungary này. Hoa hồng Hungary đấy. Đấy. Giả sử với biến họ tên này. Với biến là họ tên nhá. Mình cho nhé, các em thật dễ phân biệt này. Tên, lúc này mình sẽ có kiểu đặt tên như sau. Hay họ và tên đi. Cho thành mấy từ này thì nó dễ. Họ tên không được ngắn quá. Giả sử các biến các tên là họ và tên đúng không? Muốn là tên trong một cái biến tiếng Việt mình nghĩ hiểu như này. Thì với các kiểu như sau, thứ nhất kiểu Pascal. Pascal là kiểu đặt tên mà các em ghép liền tất cả các từ này vào nhau.
nhưng mà chữ cái đầu tiên của mỗi từ mình viết hoa, và tất nhiên không có dấu rồi, hiển nhiên rồi. Họ này, được chưa? Chữ H viết hoa này, chữ và chữ V viết hoa này, được chưa? Tên này, các em nhìn thấy chữ H, chữ V rồi chữ T viết hoa. Họ và tên các em ghép liền mà, tên nó kiểu bắt can. Còn nó kiểu là tên nó quê quán, các em nhìn là quê quán. Đấy, tức là mình viết chữ hoa, à hoa của ký tự đầu tiên của mỗi từ nên nó to này, mình nhìn nó dễ. Trong trường hợp các em cứ viết kiểu này, họ và tên đúng không? Nhìn này, họ và tên, và nhìn này, lúc đọc mình phải tách từng từ ra, mất thời gian, khó nhìn đúng không? Còn viết theo kiểu chữ hoa này, ký tự đầu tiên của mỗi từ các em viết hoa, cần nhìn các em không biết được từng cái đâu, đúng không? Đây là kiểu bắt can, nắm được các em? Và cái kiểu này thông thường mình sẽ đặt tên sau kiểu đặt tên về hàm và thủ tục. Và cái tên lớp, tức là cái tên sau cái tuổi của Việt Nam này. Các em đến Java học đến lớp gì chưa? Đang học lớp gì? Đấy, chính là cái kiểu sau đặt tên cho lớp ấy. Thì thông thường ta sử dụng kiểu Pascal, tức là chữ cái đầu tiên của mỗi từ viết hoa hết. Đấy, đặt tên như thế cho về sau đọc nó dễ. Còn các tên biến thì thông thường ta đặt hai kiểu, vừa là Pascal vừa lạc đà. Tiếp theo học kiểu lạc đà này. Kiểu lạc đà thế này. Lạc đà, các em thấy con lạc đà có cái nổi bật này, biếu cái đầu thế nào, nhỏ thu xong cái biếu đúng không? Thì đấy là cái kiểu lạc đà, cho người ta dựa vào cái hình tượng con lạc đà ấy. Tức là cái đầu nó chùi xuống rồi, có nghĩa là việc giống như kiểu bắt can thôi, nhưng mà cái chữ hang người ta không biết hoa nữa. Đây, họ và tên này, các em nhìn thấy cái này giống kiểu lạc đà. Đầu tiên là chữ ha, họ là viết bình thường, không biết hoa cái gì cả, để đặc trưng cho kiểu cái đầu con lạc đà nó chùi xuống. Thế còn từ cái phần từ thứ hai trở đi, tức là nó có cái biếu nó còn lên trên ấy, thì ta sẽ viết hoa. Đây là kiểu lạc đà. Thầy có nhớ không? Cái hình vuông lạc đà. Từ đầu tiên viết bình thường thôi, không cần viết hoa. Ở đầu ký tự đầu tiên của từ thứ hai trở đi, đầu các em viết hoa. Đây này. Họ viết bình thường, chữ bà thì chữ V viết hoa. Và chữ T này viết hoa. Đấy, đặc trưng kiểu lạc đà. Cái phương thức Java, hoặc là các em đặt tên phương thức thường bên cái biến địa phương sẽ đặt tên kiểu này. Còn một số kiểu khác nữa, người ta sẽ đặt tên dạng cái dấu cạnh dưới bên dưới. Và cái kiểu đặt tên là có thể các em đã được làm quen, đó là cái kiểu dùng cái dấu cạnh dưới bên dưới, cái cạnh nối, chứ là kiểu không văn đi. Cái gì đây? Tức là dụ họ tên này, các em họ này. Và tên này, cách tên này. Và tên thằng này là họ này. Và tên trên đây, viết thằng này. Và cái kiểu này bây giờ người ta khuyên không nên dùng. Đấy, tức là kiểu cứ dùng cái dấu cạnh nối để nối các từ với nhau ấy. Và nói chung bây giờ cái kiểu không có đi anh không dùng, chỉ dùng hai kiểu trên này phổ biến này. Nhớ được ba kiểu cho mẹ, chỉ cần nhớ hai kiểu trên thôi. Nó mục đích chính chỉ là cho mình đọc nó dễ chứ không ngồi đọc họ và tên viết liền vào nhau như dạng này. Họ tên cứ viết như này ra nhau, họ và tên này, tuổi vâng viết như này rất là khó đọc. Và có nhiều từ mà các ký tự nối cái này ta nghĩ khác, nối khác thành khác thì lại không biết tách. Các em gặp ai nhắn tin mà không có dấu chấm dấu phẩy đâu. Đấy, giả sử nó có nhiều lúc mà mình không ngắt được câu, biết ngắt đơn nó ra, có nghĩa đâu, thế là mệt. Trường hợp đặt tên vậy, em đặt tên có cứ viết như nhau hết, cái lúc mình ngắt mỗi kiểu nó khác nhau thì khổ. Thế còn cái phần sử dụng biến, gắn giá trị cho biến thì các em làm này. Đây, cái chỗ gắn giá trị cho biến này chính là cái phần s bằng 10 này, chính là gắn giá trị biến. Đây, cái dấu bằng ở đây chính là thể hiện cho phép gắn trong C tác, trong Java cũng thế, mà trong C cũng thế, trong cộng cũng thế, và rất nhiều cái như thế. Thằng Java clip về sau các em học cũng như thế. Còn bên Pascal nữa là dấu bằng đúng không? Cầm một chút, dấu gắn có Pascal phải là hai chấm đúng không? Đây là dấu của bên Pascal, hai chấm trong dấu bằng. Còn dấu bằng Pascal thì dấu bằng thôi, bên C sharp dấu bằng phải là hai dấu bằng. Đấy, rất nhiều người mới học sẽ quên theo kiểu này. Đấy, và như cái công thức về biến các em nhìn thấy có cái kiểu dữ liệu bên trên. Đấy, rồi thì các em sẽ đặt câu hỏi là trong C sharp có những kiểu dữ liệu dạng nào, đúng không? Thì nó cũng như các ngôn ngữ khác thôi. Trong C sharp nó có hai kiểu loại kiểu dữ liệu, tức là một cái loại là đã được nghĩ sẵn, thôi là kiểu dữ liệu cơ bản. Rồi nhá, cho hỏi một cái reason đi. Tạo reason xong thì mình sẽ có được cái dấu cộng dấu trừ, nên các em chỉ cần thu nhỏ vào thôi. Đây, cái phần bên dưới này các em thể cho một cái reason, giả sử là ví dụ minh họa. Đấy,
division này có tác dụng nữa là về sau chương trình các em rất là dài division và sau đó các em cho nhỏ dấu cộng vào, mình chỉ cần thu hết vào thì chương trình của mình nhìn nó như thế một tí thôi. Thích xem phần nào thì các em lại bấm dấu cộng ra. Không có gì ạ, dấu cộng nó chưa. Nếu mà chưa đây này, nếu mà chưa có em kích chuột phải giữa màn hình này, chọn vào ironing top ironing thì nó mất thì dấu cộng nó trừ đúng không, mất chưa, mất dấu cộng nó trừ gì đây. Thế nhưng nếu cái bản express chắc là không có, nếu mà nó có không các em kích chuột phải ironing thì có không. Nếu mà chưa xuất hiện thì các em ironing này xong tab automatic ironing nó xuất hiện đây đấy, cái express phải nó không có. Cái chỗ này các em xem một cái reason thì có end, không có sẽ báo lỗi. Bắt đầu này, kết thúc minh họa chẳng hạn. Đấy. Và này các em chỉ cần thu nhỏ nó vào thôi. Đây. Đấy, biến này. Bây giờ các em nhìn chương trình của mình rất là gọn. Ở dưới phần này thêm một cái nào. Các em thêm một cái reason. Đặt màu lên này, màu chữ. Đấy, chỗ này phải có end reason. Đấy. Được rồi các em. Và chỗ này các em hoàn toàn ghi tiếng Việt được. Đấy. Tiếng Việt thoải mái này. Đặt màu này này. Màu chữ. Vâng vâng. Ok chưa. Đây. Có dấu thang này, reason này. Nhớ không được viết sai chính tả nha, nó viết là chữ bé đấy. Reason là cái viết reason tiếng Việt là gì mà em? Có ai biết nghĩa của tiếng Việt không? Cái gì chat ở Yahoo nó có này. Ngày xưa chat room ấy. Reason phải có, các em vào phòng cái phần chọn reason đúng không? Reason chính là đơn giản ở vùng miền thôi. Còn là khu, các em thể dịch thành khu này hoặc vùng miền. Còn một đây này chính là khu này. Em nào chưa nhớ cái từ này thì ghi vào trong vở này. Đấy là trường với tiếng Anh đây. Các em thể gặp nhiều từ này. Đây này. Region là khu này, là vùng này, vùng miền thôi. Đấy. Còn một cái là từ cái từ zone này. Nó cũng gần tương tự. Tức là zone này có nghĩa dịch ra là khu vực. Đấy, tranh thủ học luôn tiếng Anh. Cái này là tiếng Việt thôi. À, ta. Ông nhiều khi rất là tiếng Anh này. Thế mấy cái từ tên này các em biết được nghĩa chưa? Mấy cái màu trong vấn đề đó, black này, white này, khả năng mọi người biết hết đúng không? Cái cờ niên là gì? Xóa, cách dọn đúng không? Đấy, tranh thủ học tiếng Anh những cái từ này đầu tiên nắm luôn đi. Cái này hay cả. Ừ. Nó làm gì đấy? Bắt đầu. Được chưa em? Được nhá. Bây giờ biến xong này, cái phần dưới này, cái cho từng phần một, biến thành kiểu dữ liệu đúng không? Để cho một vùng vùng. Liệu này, viết tiếng Việt bình thường, có đi dần không end nữa thì mình chèn vào trong. Đây viết đi dần này, để xem con nhảy con trỏ ở trên, đây viết vào trong. Chú thích trên nhiều phần thì sao sược này, sược sao này, sược sao sao sược đấy. Kiểu dữ liệu trong thi sát nó phân thành hai loại kiểu dữ liệu, hai loại nhá, không phải là hai kiểu đâu, đừng có hai kiểu này nghèo nàn quá. Tức là một kiểu định nghĩa sẵn này, một là kiểu định nghĩa hay kiểu cơ bản, kiểu định nghĩa sẵn này. Hai là kiểu định nghĩa. Đấy. Kiểu sẵn chính là các kiểu dữ liệu thông dụng mà các em đã từng làm quen với, nào là Pascal, nào là C này, rồi sang Java đúng không? Và giờ này là C khác. Chính là các kiểu về số này, kiểu số này, kiểu chuỗi này, kiểu ký tự. Đấy. Và kiểu logic bool. Boolean đúng không? Về từng cái một, kiểu số thì các em từng biết kiểu nguyên, kiểu thực. Và kiểu nguyên kiểu thực trên này có này, kiểu nguyên là sort này, là kiểu nguyên thế này dạng 32 bit này. À là 16 bit chứ, còn kiểu nguyên 16 bit à 32 bit là in này.
là non này, vân vân. Rồi có một cái kiểu không dấu là u in. Chữ này bé quá nhỉ, anh phóng sai này nhá. Cái này nhìn đúng không này? À, mắt tốt phết nhỉ, được 12 trên 10. Đấy. Các bạn còn nhớ kiểu nguyên trong Pascal nó chứa được giá trị bao nhiêu không? Kiểu integer này. Trừ 32768 đúng không? 8 đến 32767. Như này đúng không? Đấy, và cái kiểu này thì tương ứng với bên C sharp nè. Bên C sharp là tương ứng với kiểu short của C sharp. Đấy, tức là đây là 16 bit này. Đây là Pascal nhá. Pascal có integer này chạy trong khoảng này. Đấy, trừ 32768 ta có thể là tương kiểu short C sharp. Thế kiểu in của C sharp hay dùng ấy, nó là lên tới hàng tỷ cơ. Tức là in của C sharp này, cái tương ứng với 32 bit. 32 bit tương ứng với 2 là trừ 2 mũ 31 đến 2 mũ 31 trừ 1. Nó tương ứng trong khoảng 2 tỷ. Đây, trừ 2 tỷ là 147 triệu 483.000 768 đến 2 tỷ đến cộng 2 tỷ đúng không? 447 tương ứng hơn 483. Nhưng 767 thôi, mất một số so với thằng âm bởi vì nó phụ thuộc số 0. Đấy. Và là có các kiểu về các kiểu u in nữa, tức là kiểu 32 bit. Và chữ u viết tắt của từ unsigned. Cái size là gì mà đây? Đây cái anh đang bôi đậm này. Không, size này cơ, không phải size, có thể anh phát âm không chuẩn á. Nhưng mà cái anh nhìn ra màn hình ấy, cái size này có nghĩa là gì? Chính là dấu này. Dấu mà có phủ định đến trước ăn là thành gì? Phủ định không dấu. Đấy, và nó sẽ viết tắt có chữ u ở trước. Các em có nhớ có chữ u trước nghĩa là thành không dấu. Và khi không dấu thì giá trị của nó sẽ phải lấy cái phần âm bù phần dương. Giả sử cái chỗ này nhá. Đơn giản là cái kiểu số này, cái kiểu số integer thôi này, tương kiểu short. Có dấu là trừ 32 đến 32 đúng không? À, nghìn. Nhưng khi không có dấu thì trừ 0 và cái giá trị sẽ nhân đôi lên. Tức là nó chạy từ 0 này, không dấu thẳng trước kia là 0 này, cho đến là 65.535 gì đấy. Đây, tức là mình cộng hai khoảng với nhau, rồi lấy cái phần âm cộng khoảng dương này, ra phần không dấu. Thì phần có dấu nó sẽ cả cộng âm nó mất một nửa rồi. Không dấu nhân đôi lên. Các em hiểu cái đấy chưa? Và ký hiệu của không dấu là unsigned. Nó sẽ có phần chữ u này trước, tiền tố u ấy, và giờ các em sẽ gõ này này, u in này, thấy chưa? Nó ghi là u in, nó ghi trình chiếu một số 32 bit unsigned integer, tức là số nguyên không có dấu. Đấy, và các em chú ý cái phần thông tin bên trên nó giải thích ấy. Toàn tiếng Anh thôi, nhưng đọc vài lần nó quen, lần đầu chưa quen, lần sau quen dần quen dần. Đầu tiên chỉ được một ký tự thôi, sau này hai ký tự tăng dần lên, bây giờ mới một chữ. Đây là nó giải thích hết này. Cứ có chữ u ở trước các em nhìn này, unsigned là không có dấu, nó không có dấu các em sẽ không chứa được giá trị âm, nhớ điều đấy nhá. Chỉ có dấu chứa giá trị âm thôi, không có dấu thì các em chắc chắn phải là kiểu dữ liệu ở cái phần biến mình cần ấy phải là giá trị dương và giá trị số 0 nữa. Đấy. Trong Pascal kiểu thực là gì nhỉ? Các em còn nhớ? Lin. Đấy, lin ở trong Pascal này là kiểu thực. Kiểu số thực đúng không? Thế còn trong C sharp nó tương ứng với kiểu float hoặc kiểu double. Có hai kiểu này các em dùng được. Đấy, float double dùng được. Đây. Float là cái này này. Double này. Double đây. Và các em gõ double nó sẽ ra hai cái double, một thằng chữ hoa một thằng chữ nhỏ. Khó hiểu không? Đầu tiên anh ha tìm hiểu anh sẽ hẳn sao thì hai thằng gục khác nhau có gì? Có bất kỳ cái nào cả từ kiểu in nhá. In có A này, có in này, ngoài chữ in nhỏ này. Còn có thằng in 16, in 32, in 64. Đấy. Có em nào đọc sách trước chưa? Nếu sai thì anh gửi. Không có tí anh gửi cho ít tài liệu về chi xác. Đấy. Và trong giáo trình các em thường nếu mà cái nào không chi tiết, các em thường chỉ thấy cái chữ nhỏ xuất hiện thôi. Còn cái phần in 16 32 ít khi người ta nói đến. Bởi vì cái phần cái kiểu mà dạng chữ to ấy, hàng vượt xong có double đúng không? Double ấy. Cái thằng chữ to này với thằng chữ nhỏ nó khác nhau ở chỗ cái double chữ nhỏ ấy. Đây là cái kiểu của chi xác có sẵn. Thế còn cái chữ to này nguyên nhân xuất hiện ấy, nào về mình lập trình có C sharp này, VB net này hay C cộng cộng này, hoặc có một thằng F sharp nữa.
ngôn ngữ thẳng này, ép sát thì cái này chú thích đó. Cái nào ép sát được chưa? Giảm cân chẳng hạn, ép sát đây đấy, viết thằng này ép sát là viết chữ s a đây, chữ sao là viết thằng này, chi sao thì viết tắt là đây là chữ sao này. Có một số người gọi là chi sao thì chắc không đọc được sao, được sao đây, người ta chỉ biết là chi sao thì viết thằng này thôi đấy, chi sao viết thằng này chứ không đọc là chi sao, thì nó viết tắt thành cái dấu sang thôi. Và có ngôn ngữ này ép sát đây này, chữ f này sao đấy, để cho nó là ép sát đọc nắng nắng thì ép sát ấy. Tất cả cái này nó đều do visual này, chính là cái bộ gọi là môi trường tích hợp phát triển này, IDE nó hỗ trợ các kiểu dữ liệu có sẵn này. Đây nó gọi là .NET Framework này, các em gọi kiểu .NET đây. Cái IN16, IN32 này, đây chính là các kiểu dữ liệu mà ở bên cái .NET nó cung cấp, nó chung cho được cả C# này, VB này hay là cái F# kia. Đấy. Thế còn cái kiểu mà dạng chữ bé này chính là cái kiểu của C#, kiểu ngôn ngữ nó vốn có. Và các em sẽ dùng hai kiểu nó như nhau. Giả sử như kiểu IN này thì nó tương ứng in 32, tức là 32 bit. Còn cái kiểu số dạng có 16 bit kiểu sort thì nó sẽ tương ứng với in 16. Các em nhìn cấu trúc bên trên này, nó sổ nó là các em có một sort này, in tag điểm chấm in 16, đúng không? Thì hai cái nó tương ứng với nhau. Các em dùng in 16 được, mình dùng sort cũng được, tùy sở thích không. Thế có em nào thắc mắc là tại sao nó có in này còn sinh ra in 16, in 32, in 64 không? Vì sao không dùng hết một cái cho đỡ phiền mà phải chia thành nhiều cái, đúng không? Đấy chính là liên quan bộ nhớ, dùng to thì các em chứa được nhiều, cũng giống kiểu các em dùng xe tải bao nhiêu tấn chẳng hạn, container chẳng hạn, đúng không, chứa được nhiều nhưng mà bù lại sẽ có nhiều điểm. Giả sử mình chỉ cần chở có khoảng chở khoảng một tạ 50 cân đúng không, rồi vác hẳn cái xe tải đi chở có phí không? Nó là nhưng ở sao mà dùng dao mổ go để giết gà ấy, không hợp lý. Chính vì thế sinh ra nhiều kiểu tùy trường hợp mà các em phải ước được lượng được khoảng. Và cũng có thể có xin là cả kiểu boolean nữa đúng không? Chỉ có chứa hai giá trị 1 và 0 hoặc cái này từng là true false. Như thế, tức là giả sử trường hợp nào các em chỉ cần lưu hai giá trị khi cái công tác thì các em dùng kiểu đấy nó tiết kiệm bộ nhớ nhất. Đây kiểu số này, có phần loại double này, kiểu số từ sau này. Còn có kiểu chuỗi. Kiểu chuỗi này. Kiểu chuỗi trong này là xin đấy, và tất nhiên nó có một cái viết to bình thường, đây các em gõ trình này, và bên dưới có xin to bình thường, thấy chưa, cả hai cái các em dùng cái nào cũng được, và thông thường ai hay quay dùng cái bé hơn đấy. Kiểu ký tự này, ký tự tiếng Anh là gì mẹ? Tra, đấy trong này có kiểm tra đấy, viết nào như thế dịch ra thôi. Thực chất trong ngữ lập trình nó xây dựng làm tiếng Anh thì tất cả các cái đều làm tiếng Anh hết. Tiếng các túi các từ viết tắt thế. Có đôi khi các em sẽ để ý là tại sao ví dụ kiểu này đúng không? Ví dụ for này, y gắn bằng không đúng không? Không này, xong y nhỏ hơn n này, n này y cộng cộng này, chú thích cái tự sinh này. Đây các em hay viết này, n này, y cộng cộng. Và các em nào thắc mắc tại sao cứ thường đặt tên là y này, đặt tên là n không? Không phải integer mà biên giản chữ y này, viết tắt của từ index là chỉ số đấy, còn n number là số thôi, n viết tắt của number này đấy. Và đôi khi các em sẽ thấy một số cái phiên mặt hàng người ta ghi chữ n o đúng không, n o các em viết tắt được từ gì không? Hả? Không phải number one. N o là viết tắt của số thứ tự, ví dụ các em khi ghi một số trên sản phẩm người ta ghi no ấy, ngày xưa thắc mắc sao ghi chữ no đấy nhé, no là không đúng không, nhưng mình dịch là không bị sai vét, viết tắt của nó là number order. Đây order, đây chúng ta viết tắt của số thứ tự thành NO thôi. Hầu như đều có nghĩa thì viết tắt hết, các em để ý cái đấy. Nhưng học theo cái nghĩa viết tắt thì các em sẽ dễ nhớ hơn. Học một số cái tổng nha, tổng sao cứ đặt tên là chữ S đúng không? Các em biết được sao? Đây này, cái tính tổng là các em hay khai báo là S đúng không? Vì S viết tắt của từ sum đấy thôi. Tất cả đều là sai từ viết tắt. Còn một số các em nghe tiếng người tiếng Việt hay có từ bo đúng không, học từ bro học viết tắt để ý viết tắt gì không, từ bo hay quả ví dụ thưởng ấy đúng không, hay kiểu video bảo kiểu mọi cái dân trên phim bảo cái bo là chính xác của từ bo nớt này là thưởng, bo nó hay viết nó đọc thiếu thì mới bo không đâu, như toàn thì viết tắt hết. Cho nên các kiểu sau này các em học chú ý các phần tắt của nó, và đầu tiên có dịch theo tiếng Anh. Tất nhiên sau đợt này các em sẽ học thêm một số từ mới tiếng Anh nữa. Quên mang vở mà ghi.
Rồi. Kiểu boolean này, notice bool này, tức là cái này chỉ chứa hai giá trị là true false. True false đúng sai thì sẽ ai biết đúng không? Rồi cái từ này là có nguy hiểm. Thì trong này sẽ là kiểu bool. Đây các em gõ bên ngoài cái kiểu bool này. Bool, notice bool nó chứa giá trị notice này, đúng sai. Đấy, bool và bên dưới có từ bool, có boolean này, hai cái này cũng ngang nhau. Đấy, để đẹp em dùng từ bool ngắn gọn. Rồi. Boolean được đấy. Đây là một số kiểu dữ liệu cơ bản hay dùng. Tiếp theo còn một số kiểu khác nữa, cả từ kiểu số, kiểu non này, kiểu u non này, vân vân. Để các em gõ chữ sinh ra nhu cầu các em dùng cái quản lý đấy, hoặc kiểu số TXM, hoặc các kiểu về ngày tháng, về ngày tháng này. Thời gian là gì mấy em? Ngày tháng, ngày là gì? Đấy, thì này trong này có kiểu date tháng. Và trong này các lớp nó sẽ biết là hoa kiểu Pascal này. Các em lưu ý lúc thì biết ấy, ngay cả cái nút mà các em gõ code ấy, để ý các chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết hoa. Đây, date time này. Một số các em gõ cái từ console.dai đúng không? Thế này nhá. .dai này. Một số em gõ chữ này này. Viết rất đúng đúng không? Nhưng mà thích báo lỗi bởi vì là chữ này các em dễ các em viết hoa thì lỗi. Như hoa thường. Và để sửa ra này các em thể nhấn cái dấu cách này, nhấn Ctrl, nhấn dấu cách. Được chưa? Thì nó hiện lên cho mình. Để chọn luôn là các em biết rõ nhá. Nhấn Ctrl này. Và nhấn cách nó chọn lên trên, các em chỉ cần mũi tên lên xuống này, thích cái nào để tiếp theo là enter là xong, đảm bảo chuẩn không để gõ nhiều. Đấy, tập biết cái kiểu này nó vừa nhanh vừa chuẩn. Còn các em có nhận nha, gõ từ ngày xưa kiểu bắt can hay kiểu gõ cho bò nữa không? Còn chấm rai này gõ kiểu này. Đấy, gõ xong đúng nghĩa nhưng mà vẫn bị sai bởi vì có viết hoa đó đâu, nên là phải là viết hoa này vẫn chưa được bởi vì chữ n vẫn chưa viết hoa. Đấy, chú ý này. Và thế này các em phải sửa này, nhấn Ctrl cách để tự sửa cho mình, thấy chưa? Đấy, một số sửa nó về tư hoa tư tưởng ấy, các em cứ nhấn Ctrl cách. Trong này lúc soạn thảo nó có căn cách cũng rất là nhiều. Tập dùng căn xung cách, nhấn căn xung nhấn cách. Vừa gõ, xong kết hợp mũi tên lên xuống. Đây chính là cái cách mà mình gõ tốt nhanh. Đây mình đi hết kiểu 1 là các kiểu dữ liệu có sẵn này. Đây kiểu định nghĩa này. Định nghĩa các em trong các ca ngày xưa có kiểu gì mấy? Có kiểu gì mà các em muốn cần định nghĩa, người ta yêu cầu định nghĩa một cấu trúc sinh viên hay là cán bộ vân vân. Đi con. Rồi, chính là trong bất can có kiểu đi con đúng không? Trong C có kiểu gì? Trong C có sẽ có chắc đúng không? Đây là trong C, C cộng cộng, Java có kiểu này. Đấy. Và trong C chắc cũng có kiểu chắc này, bình thường. Không có chút, được chưa? Và bên cạnh cái kiểu VCode hay chắc này, cái ngôn ngữ khác ấy, thì trong này còn có thêm cái kiểu nữa, đó là cái CNAP. Cái CNAP thì hướng đối tượng mới có. CNAP thì có C cộng cộng này, Java có này và C chắc cũng có. Đến PHP các em học cũng sẽ có từ này. Đấy. Và tạm thời bước cơ bản này, đầu tiên buổi đầu chúng ta học cái kiểu này trước. Còn phần chắc này, cờ nát này chúng ta học sau. Nên các em không nói nhiều chuyện này nữa. Mình sẽ có học buổi riêng cái này. Để cờ nát đó là mình đặt tìm phần đối tượng. Các em trên lớp đây học phần đối tượng chính là ba đấy. Mình học cái cờ nát này. Chắc lúc học cái phần cơ bản cũng sẽ trên lớp các em học khá này. Thì mình sẽ mất thời gian một vài buổi học cái này trong khi chắc thôi. Nó không khác nhau nhiều. Thank you.